thấy cái đầu không Huyền ơi, lấy xuống Huyền ơi. Rồi bấm like rồi, hello cả nhà, rồi lấy cái gỗ xuống. Rồi để đi, đúng rồi, hello. Thấy không? Đó, đúng rồi, vậy mới đúng. Hello cả nhà, không biết nó có bị màn hình nó có bị méo bị gì không, tại like có một mình à, không có biết làm. Chào Lý Trung, không biết nó có bị méo không đây. Hello cả nhà, để coi có tiếng không nha, coi có tiếng không nha. Có tiếng rồi, chào cả nhà. Chào Ngọc Huyền. Chào Lý Trung. Để Nguyễn xe một chút xíu coi. Chào 8.000 người đang xem. Bữa nay hết dám cười nhiều rồi quý vị biết sao không? Ăn quá, ăn quá, ăn quá. Ăn quá lỡ miệng rồi. Cả nhà mình vô xe 2 một cái cho vui thôi nè. Trời, ở nhà 4 chị em gái mà về tới Việt Nam á, ngồi like ăn ăn trái cây mà ngồi like có một mình. Chào Hiếu Trương, hôm nay là Hương Nguyễn ăn những cái món trái cây mà yêu thích, coi như là ngày nào cũng ăn hết. Nhưng mà sau khi Hương Nguyễn vẫn muốn đi về Việt Nam á, tại vì không có like, không gặp cả nhà mình cũng buồn, cho nên là Hương Nguyễn lên ăn trái cây like, và sau đó là Hương Nguyễn vẫn lên những cái mẫu sản phẩm trầm hương. Và những cái sản phẩm mẫu sản phẩm trầm hương này là giá Việt Nam nha. Đúng rồi, giá Việt Nam, giá Việt Nam. Nhưng mà nếu mà ai ở bên Mỹ muốn mua thì chốt trực tiếp ở trên đây cũng được, xong rồi 2 tuần nữa thì Hương Nguyễn sẽ đem qua cho quý vị nha. Hơi trễ một chút nhưng mà giá sẽ thấp hơn là mua tại Mỹ, giá sẽ thấp hơn mua tại Mỹ nha. Rồi bây giờ để chia sẻ lên một số trang hội nhóm, chia sẻ lên một số trang hội nhóm này. Chắc tại bị lỡ miệng là ăn đồ nóng nhiều á, mà quá trời đồ ăn luôn, quá trời trái cây luôn, không ăn thì rất là phí, không ăn thì rất là uổng. Chờ Hương Nguyễn xíu nha, Hương Nguyễn xe vô mấy cái hội nhóm một chút. Nguyễn like không có like một tiếng, giống như ở OC. Ăn trái cây giao lưu với lại quý vị một chút cho nó vui, cho đỡ nhớ. Xong rồi sau đó Hương Nguyễn sẽ like vài ba sản phẩm thôi, nhưng mà một cái sản phẩm cuối cùng Hương Nguyễn vẫn chốt cho quý vị với cái giá quà tặng, vừa mình mua ở đây vừa được quà tặng đặc biệt, mà vừa là giá rẻ hơn mình mua ở OC nữa, ở Cali nữa. Cho nên là chắc là Hương like kiểu này là mai mốt khách hàng kêu là mong cho Hương Nguyễn đi về Việt Nam nhiều nhiều á. để like chầm được mấy cái món giá nó thấp hơn ở bên Mỹ. Nhưng mà cũng có nhiều cái món là ở bên Mỹ không có. Có nghĩa là tại vì những cái phôi chậm mà ít á, thì mình làm một vài sợi thì chủ yếu là bỏ wholesale xong rồi là để ở Việt Nam bán luôn, chứ không có nhập qua Mỹ. Vì là cũng có nhiều, cho nên là có nhiều mẫu ở Việt Nam mà ở Mỹ không có. Mà có nhiều mẫu ở Mỹ thì ở Việt Nam lại không có. Ủa sao chị nhích em đâu vậy? Không. Dạ, bị trái sầu riêng nó đâm. Bị chảy sầu riêng nó đâm. Ăn quá ăn luôn. Ăn gì này chắc lên hơn 5kg nữa. Rồi rồi. Đây. Đây.
Rồi xong rồi. Ai mới hỏi gì đây? Hiếu Chuông, chị đi Việt Nam có vui không? Trái cây gì ăn thích ở Việt Nam? Chào Tiết Phương. Chị chơi mà cũng like. Chị Hương xiên quá. Quá xiên. Không phải. Tại vì biết sao không? Về đây cũng chủ yếu là thăm gia đình, thăm con thôi mà. Ăn quá miệng nó lỡ. Ăn quá. Ăn quá miệng nó lỡ với lại nhiều trái cây ngon quá. Tiết Phương biết không? Nhiều trái cây ngon quá cho nên là lên đây like cho nó vui. Ăn đi chị để cho em. Ô Phùng Ngọc Huy, hello em. Nè ăn nè lỡ miệng hết rồi nè. Chào chị like lớp nha. Chào ca sĩ Phùng Ngọc Huy. À, gì chị Hương nhớ làm hai hạt. Đúng rồi, có để có cái lô hàng VIP chị sẽ làm cho em hai hạt nha, để cho cái dòng nó rộng ra thêm. À, Lý Trung kêu nhìn giống ca sĩ Hương Lan quá. Trời. Cảm ơn Lý Trung rất là nhiều. Trời ơi, Phùng Ngọc Huy thấy chị hay không? Bữa nay chị like mình mà chị tự biết quay cái điện thoại ngang qua luôn đó. Chứ hồi bữa là chị không có nhớ đâu. Không biết quay làm sao luôn á. Không biết quay điện thoại ngang, không biết quay làm sao luôn á. Nhà bốn chị em gái mà like ngồi like có mình nè. Kêu ai lên cũng người nào cũng mắc cỡ, người nào cũng làm biếng, không ai chịu like hết đó. Mắc cỡ gì đâu, lên đây nói chuyện vui chơi thôi mà. Chào 21.000 người đang xem nha. Và sau khi giao lưu với cả nhà mình xong, Hương Nguyễn sẽ like 3-4 mẫu sản phẩm thôi. Những cái mẫu này là hiện tại ở Mỹ là không có. Hương Nguyễn chọn ra những cái mẫu ở Mỹ không có, đưa cho quý vị xem. Với cái giá của Việt Nam là nó đã rẻ hơn ở Mỹ rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ vẫn được chốt với cái giá quà tặng cuối cùng nữa. Cho nên nếu mà mình mua những ngày mà Hương ở Việt Nam, Hương rảnh, Hương like như thế này nè, thì mình sẽ được mua với cái giá quà và được mua trầm tốt mà cái giá lại rẻ hơn ở bên Mỹ và được mua với cái giá quà tặng nữa. Và sau khi mà Hương Nguyễn like, có nhiều người ta không có chốt trực tiếp trên đây, thì Hương Nguyễn sẽ download cái video này bỏ lên cái kênh YouTube của chồng Hương Nguyễn, để cả nhà mình là muốn chốt mẫu nào thì cứ gọi trực tiếp cho Hương Nguyễn nha. Vì là Hương Nguyễn về Việt Nam nhưng mà cái số phone Hương Nguyễn xài cho business á, cho nên là Hương Nguyễn ở Việt Nam quý vị vẫn nhắn tin, vẫn gọi phone cho Hương Nguyễn với số phone 714-588-9989 bình thường nha. Có nghĩa là Hương Nguyễn đi bất cứ nước nào, Hương Nguyễn vẫn xài số phone này được, vẫn nghe được, vẫn gọi được bình thường. Hương Nguyễn tốn ngày 10 đô thôi, còn quý vị không có tốn bất cứ tiền bạc nào hết, cho nên mình đừng có lo nha. Muốn gì cứ nhắn tin cho Hương Nguyễn hoặc phone cho Hương Nguyễn đều được hết. Hương Nguyễn đều nhận được tin nhắn của quý vị và đều nhận được cuộc gọi của quý vị bình thường. Giống như hồi sáng này đang ngủ nè, 2-3 giờ sáng nghe 2-3 cuộc điện thoại luôn. Tại vì 2-3 giờ sáng bên đây là hình như là 1 giờ trưa ở bên Mỹ hay sao, đúng không chị hai? Còn chưa bên Mỹ á, cho nên là hả cũng nghe điện thoại hoài vậy đó. Nhớ ăn giùm anh nhiều măng cục. Ai đây? Anh Nicolas, dạ cảm ơn anh. Chào anh Hoàng, chào anh Nicolas Nguyễn nha, chào Kitty Nguyễn, chào tình viên gì nè, chào chào gì ta gia Trần độc đại luôn, không biết tiếng Anh độc đại luôn, chơi luôn chúng thôi. Chào Phương Phạm đó, ai để tiếng Việt thì Hương Nguyễn đọc được, còn để tiếng Anh là Hương đọc sai sai, kệ đọc theo tiếng Việt. Đọc tiếng Anh giống như đọc tiếng Việt vậy đó quý vị. Rồi đây là măng cục nè. Từ bữa giờ về nói gì chứ chưa có ăn gỏi gà măng cục luôn á quý vị, biết sao không, nóng quá nó lỡ miệng luôn. Rồi với lại là một phần á là đợi tới ngày gần bay qua Mỹ, tại vì Hương Nguyễn về có 2 tuần thôi. Ngày 4 Tây là Hương Nguyễn bay ngược lại Mỹ rồi. Cho nên là đợi đi về gần ngày bay về Mỹ, Hương Nguyễn sẽ đi về quê ở Đồng Nai, về quê ngoại. Có nhà của nhỏ bạn thân chơi từ thời ở chuồng tắm mưa luôn á. Nó có trồng măng cục nữa, nó trồng đủ thứ đó, cho nên phải vô rẫy của nó ăn cho một trận, trong đó mới là ăn gỏi gà măng cục. Ai nói gì đây, cái gì đây? Sướng quá, đi chơi sướng à. Đâu có đâu, Phương Phạm ơi, đâu có đi chơi đâu, đi về thăm nhà đó, đi về thăm nhà đó. Gỏi gà măng cục là món gì vậy chị? Cái gỏi gà măng cục bữa giờ chị cũng đu trend theo giới trẻ chứ chị cũng chưa bao giờ ăn món đó hồi nào đó. Hôm nay bán măng cục luôn hả Mai Nguyễn? Dạ không có chị ơi, em ăn hôm nay em ăn,
Nhưng mà hôm nay là vui, vui nhất là cái gì biết không? Trời ơi, tậu được một trái sầu riêng. Cái này là sầu riêng tươi nha. Đây, một trái sầu riêng. Trái sầu riêng tươi. Trái sầu riêng tươi mà nó cái này là sầu riêng ri sáo ha. Trái bự chà bá luôn. Yeah. Ngon. Đó, ăn gì nè, biểu sao mà cái miệng nó không bị lỡ sao được. Ăn toàn đồ nóng không quý vị? Ăn toàn đồ nóng không luôn. À da. Đây, hồi nữa là ăn xong sầu riêng cái cầm vòng chậm lên like, cái là nghe vòng chậm nghe mùi sầu riêng luôn, chết luôn. Nói vậy thôi chứ không có đâu nha quý vị. Ăn xong phải lao tay đàng hoàng mới cầm lên chứ. Ồ, chào anh Đức Tiến. Đây, ngon ngon nè. Ngon chưa nè? Rất là ngon luôn. Để qua một bên. Rồi trái vải nữa. Trái vải nữa. Có bán hàng không em? Có. Chào Hằng Ngô, có. Em lên 4 cái vòng nè anh Đức Tiến. Em lên 4 cái. 4 cái với cái giá của Việt Nam. Và nếu như mà ai chốt ở trên đây á, cái mẫu cuối cùng vẫn là được với cái giá quà tặng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mấy cái mẫu này á, là mấy cái loại chậm này là bên Mỹ không có. Với cái giá Việt Nam nó sẽ thấp hơn cái giá ở bên Mỹ. Và mình được chốt với cái giá quà tặng nữa. Cảm ơn Hằng Ngô rất là nhiều. Hồi 2 tháng trước á, chị đi Việt Nam về, Hằng Ngô, chị kêu Hằng Ngô là đem yến ra cho chị ăn để chị lấy lại sức cho nó khỏe. Mà Hằng Ngô chưa kịp đem yến ra ăn nữa là đi về Việt Nam tiếp rồi. Vì Hương bán sầu riêng anh Đức Tiến ơi. Đâu có bán đâu chị, ăn thôi à. Đây nè, đây là trái vải. Trái vải nè. Me Thái. Chôm chôm Thái. Rồi măng cục là chắc chắn là lúc nào cũng phải có rồi. Hương Nguyễn về đây là lúc nào cũng ăn măng cục nè, bòn bon với sầu riêng là món nào cũng có. Rồi mãng cầu. Đó, quý vị mua mãng cầu là Hương, mãng cầu na này là Hương thích ăn trái nhỏ nhỏ vậy nè. Chứ còn mình mua mấy trái bự bự là mãng cầu Thái á, ăn nó không có mùi vị gì hết trơn á. Mấy cái này nó ngon hơn. Mời cả nhà ăn nha. Ăn để cho ăn nhiều cho lỡ thêm bên đây nữa cho đều. Tại lỡ mới có một bên rồi, nó lỡ thêm bên nữa cho đều luôn. Bữa nay đáng lẽ là ngày thứ hai là ngày live với anh Tiến nè. Kêu mấy bé đẹp chị ra live luôn đi, trời ơi ai cũng mắc cỡ chưa. Để vài bữa nữa chị lôi 4 chị em lên lượt nè. Có một bé Thanh này chui đây vừa ăn trứng mới hỏi nè, 4 chị em mà ngồi live có mình nè. Chui vô đi ăn phụ nhanh. Không ăn á thì hồi cầm mấy cái vòng này đưa lên giùm chị. Chào Minh Nguyễn nha. Đưa mấy cái vòng này lên giùm chị để chị like chốt với cái mẫu cuối cùng. Với giá quà tặng đặc biệt, giá Việt Nam được rẻ hơn cái giá bên Mỹ và được giá quà tặng nữa. Vì nhưng mà thường thì Hương Nguyễn sẽ lấy những cái mẫu mà không có trùng với mấy cái mẫu bên Mỹ. Tại vì cái mẫu này là những cái loại chậm này không có trùng với bên Mỹ. Nhà chị Hương là Ngũ Long công chúa phải không? Không, nhà chị là 4 người, 5 người con gái nhưng mà mất hết một đứa, mất hết một đứa kế chị là tuổi cọp. Giờ còn có 4 đứa à. Nè. Quyền với bé Thanh vô đây. Rồi, chị Tư đã xuất hiện. Thứ tư, đây bé Thanh. Đạo diễn Phong Lê đâu không vô coi, đạo diễn Phong Lê kêu về kêu bé Thanh lên like nè. Xích qua đây nè. Anh Đức Tiến thấy chị Hương ăn sầu riêng ngon quá. Và trái vải. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Lên đây là chào Tùng Nguyễn, chào Nguyễn Thu Thảo. Hằng Ngô ơi nhớ nha, mà bốn tay là chị về Mỹ rồi nhớ đem yến cho chị tẩm bổ nha. Chị về Việt Nam chị ăn đồ nóng quá. Phải uống yến vô mới được, thôi là không thôi là không làm nổi. Trời ơi thiệt, cái viết nó cắt cái máy của chị giống như chàng chị cắt ở Mỹ vậy đó. Ở Mỹ mà Hương Nguyễn không có thời gian có gì,
Hương Nguyễn tự lấy kéo sẵn nhìn cái máy nó ngố ơi là ngố luôn. Xong đi về Việt Nam gặp cái con bé mà nó có nghĩa là nó làm nail cho Hương Nguyễn là chắc mười mấy năm, 20 năm gì trước rồi đó. Kêu hỏi có cắt tóc không, nó kêu có, nó lấy kéo nó nhấp, trời ơi con nó nhấp cái máy nè xíu, con nó nhấp cái máy của chị nè xíu, chút nữa tao qua bệnh chụp hình lại cho nó coi mới được coi nè. Nó nhấp còn y chang, còn hơn chị, còn thua chị cắt nữa trời. Hương có nhớ mang bánh ăn lại liền cho bé Thanh không? Đây nè chị like lớp ngày hôm qua, bé Thanh ngồi cự em cái vụ đó hoài luôn. Đâu rồi Phùng Ngọc Huy, nãy có vô coi nè, đâu Ngọc Huy đâu mất tiêu rồi. Huy ơi, Phùng Ngọc Huy em còn đó không Huy? Kêu đem về hoài không đem. chị quên đem cái bánh ăn lại liền của em về cho bé Thanh đó. Nó ngày hôm qua nó nhắc chị nguyên một ngày hôm qua luôn. Em chào chị Phương Phạm nha. Mà chị nói chị đem về xong chị cũng quên mất tiêu, không biết Phùng Ngọc Huy còn coi trong đây không nữa. Nãy tới Phùng Ngọc Huy mới vô nói chuyện nè. Nguyễn Thu Thảo, chị chào em Nguyễn Thu Thảo nha. Chào chị Vicky. Chào chị Vicky. Này là bên gia đình sao giống bên gia đình bà ngoại em, cũng có 4 đứa con gái. Ở nhà chị 4 chị em gái. Chị lay lớp nhớ à. Kêu hoài, kêu mang hoài luôn hoài mà không có mang cho em á nha chị lay lớp. Chào Đào Vân. Rồi đây ăn một miếng ăn cục coi. Cả nhà mình có gì vui không? Kể cho Hương Nguyễn nghe chứ nè. Hùng Phong, xin quá cảm ơn chị Vicky nha. Cảm ơn chị. Chào em Đào Vân nha. Cả nhà mình thấy Thanh Nguyễn là em gái của Hương Nguyễn trong hay comment vô mấy cái like này nè. Với lại nhắn tin bên cái trang bay chồng Hương Nguyễn á, là em gái của Hương Nguyễn hay trả lời. Nhưng mà cái này mình like không có số phone, nhớ đọc số phone nha. 714-588-9989 là số phone tại Mỹ của Hương Nguyễn, là gửi check hay gửi gieo hay là cà thẻ gì đó thì đều là chồng Hương Nguyễn, chứ không phải là mình mua chồng Hương Nguyễn mà mình gửi cái check tên khác là không có đúng nha. Và số phone Việt Nam thì phải Thanh đọc đi Thanh. Số phone ở Việt Nam của Thanh là 0983-556669. Đó, thì hả, đọc lại, đọc chậm thôi. 0983-556669. Rồi, số phone của Hương Nguyễn tại Mỹ là 714-588-9989. Chào chị Mỹ Dung Nguyễn nha. Và bây giờ thì Hương Nguyễn đây, măng cục rất là ngon. Tại Hương Nguyễn thích ăn những cái trái măng cục nhỏ nhỏ như nè, không thích ăn trái bự đâu, vì là những trái nhỏ về mình ăn nó ít bị hột, ăn nó ngon hơn. Em chào anh Linh Vũ Phan nha. Chào anh Linh Vũ Phan. Ngon quá luôn. Ăn mà lỡ bên đây em gốc vỏ nói gì coi. Cái miệng bả lên vậy trời. Trời ơi, em gái của anh mà anh quốc. Em gái của anh là phải lanh chứ. Em ăn mà em lỡ môi, lỡ bên đây nè. Bây giờ em ăn nhiều cho nó lỡ thêm bên đây nữa cho nó đều thôi, nó bị chinh nè. Chào đạo diễn Quốc Võ nha. Anh đạo diễn Quốc Võ khi nào về Việt Nam? Em về có 2 tuần mấy ngày nữa là em qua rồi. Chào anh Chí Trần. Đây, măng cục rất là ngon. Chào chị Mỹ Dung Nguyễn, chào nhà máy Kim Chi. Anh Linh Vũ Phan hỏi có bồng bon không? Bồng bon hả? Bồng bon ngày mai em ăn. Hôm nay là em ăn chỉ có là măng cục nè, măng cầu nè. Chào chị Thu Trần. Chôm chôm nè. Trái vải. Rồi trái me. Rồi mà đặc biệt nhất hôm nay là món này đây. Đó, sầu riêng rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn á, sầu riêng ri sáo sầu ri gì đó. Nè đây ăn đi. Cả nhà mình nhớ nha, một chút nữa là khoảng chừng 10 phút nữa thôi thì Hương Nguyễn sẽ like 4 cái mẫu sản phẩm hiện nay tại Việt Nam. Và Hương, nếu mà ai chốt ở trên đây hoặc là sau khi up cái like này, người nào gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên thì sẽ được chốt với giá quà tặng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ mua được với cái giá Việt Nam, Hương Nguyễn sẽ tính ra tiền đô cho quý vị luôn. Xong rồi đương nhiên nó sẽ rẻ hơn mua ở Mỹ rồi. Mình mua được rẻ và mình được cái là mình được với giá quà tặng nữa thì tuyệt vời nha. Và những cái mẫu mà Hương Nguyễn cầm lên đây là sẽ không có đụng với lại những cái mẫu ở Mỹ, những cái loại chầm ở Mỹ. Chị chầm Hương Nguyễn ăn vịt nấu chao đi, ngon lắm.
À, chào chị Annie Nguyễn nha. Vịt nó cao hả? Có ăn mà. Anh rể chị làm đầu bếp mà. Anh hai chị, anh rể chị làm đầu bếp cho nên là làm đầu bếp. Nấu món nào chị muốn ăn món nào là nấu món đó à. Món nào cũng có cho nên. Vịt nấu chao là xuất sắc. Vịt nấu chao là xuất sắc luôn á. Nhưng mà ở Việt Nam á biết không? Vịt nấu chao mình mua được cái môn mà môn vàng á, môn vàng là môn sáp á. Ở Mỹ là mua không có môn sáp. Ở Mỹ là chỉ có môn tím với môn trắng thôi. Cái môn sáp, cái môn màu vàng á là ăn nó dẻo mà nó ngon cực kỳ luôn. Em chào anh Chí Trần nha. À, chào Linda. Cả nhà mình có muốn mai mốt là ví dụ như là Hương Nguyễn like thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì Hương Nguyễn sẽ kêu bé Thanh like thứ 6 ở Việt Nam. Xong rồi, nhưng mà bé Thanh like ít thôi, like cỡ chừng 20 phút thôi. Xong bé Thanh chủ yếu là chốt cái món cuối cùng giá Việt Nam để cho khách nào người ta muốn mua. Cho chắc mày mốt cái canh ngay cái ta like của bé Thanh chốt không cái là Hương Nguyễn bán ế luôn quá. Đó là chốt với cái giá Việt Nam nhưng mà sẽ ship qua hơi lâu vì là phải ship qua bên Mỹ rồi bên Mỹ mới ship cho quý vị cho nên nó hơi bị lâu. Đó là Hương Nguyễn muốn cho em mình sẽ mỗi tuần sẽ lên một ngày để bắt làm chứ quý vị. Bắt làm chứ, lớn rồi phải làm chứ, phải làm nhiều hơn nữa chứ. Chào chị nhà máy Kim Chi nha. Cái gì vậy? Cái gì? Ô chị ở bang nào vậy? Ai đây? Ai hỏi ở bang nào? À Linda ơi, chị ở Cali, ở miền Nam Cali, ở công ty chị là ở trong Phước Lộc Thọ. Ở số 146 146 unit là 146. Nếu mà mình đi từ cửa sau đi vào cái ngõ quẹo đầu tiên cách 2 căn là tới tiệm chồng Hương Nguyễn nằm trong mall Phước Lộc Thọ nha. Mà nó nằm ở bên trong Phước Lộc Thọ và tầng trệt ở dưới nha, chứ không phải là nằm ở ngoài Phước Lộc Thọ nha quý vị. Tại có nhiều người Hương Nguyễn chỉ đường xong cái họ lại tưởng nó là ở ngoài là không có phải. À, và công ty chồng Hương Nguyễn mở cửa tất cả những ngày trong tuần, chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai. À, mở cửa từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối tại Mỹ. À, còn ở Việt Nam là số 100 công ty chồng Hương Nguyễn ở tại Việt Nam là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Là chỗ Hương Nguyễn đang ngồi ăn đây. Chào Phương Nguyễn nha, chào Hồng Kim Trần, chào mẹ Cúc. Trời ơi, mẹ ngồi đâu mà mẹ vô coi live stream mẹ. Để vài bữa nữa là Hương Nguyễn sẽ live Ngũ Long Công Chúa. Là biết sao không? Bốn chị em của Hương Nguyễn với mẹ Hương Nguyễn là 5 người. À đúng rồi, để bữa nào Hương Nguyễn sẽ kêu mẹ Hương Nguyễn lên luôn, với kêu thêm một đứa em gái nữa lên like chung cho nó vui. Tại vì đi về kìa, anh Phong mình... Lê kìa. Đâu Phong Lê đâu? Phong Lê đâu ha? Em chào anh Phong Lê. Phong Lê ăn măng cục không? Phong Lê trời ơi, đây bây giờ like ăn măng cục, mời cả nhà mình nha. Ừ. Anh Quốc kêu mai mốt mở 9 giờ sáng đi, anh ra mua mở cửa trễ quá. Đó. Em mở cửa. Em mở cửa hả? 11 giờ trưa ở miền Nam Cali là công ty chồng Hương Nguyễn là mở cửa 11 giờ trưa. Chào chị Sushi. Không, mình mở 9 giờ mở. Không biết Sushi hay Sushi ta? Phong Lê hay Sushi hay Sushi Phong Lê? Quên tên chỉ hoài luôn, không biết tên Sushi hay Sushi. Sushi là đồ ăn hả? Như tên Sushi hả? Đúng không? Bữa giờ thấy chị đi du lịch quá chừng, giờ chị đi xong giờ tới em đi. Chào Lan nha. Lan mình á. Lan nào? Lan quản lý mình xíu. Đây, Sushi hay là Sushi. Đó, đã em không biết tiếng Anh rồi, bây giờ chị gửi Sushi hay Sushi em cũng đâu biết đọc. Bây giờ chị chỉ gửi tiếng Việt vô thì em đọc được. Ví dụ như sợ su, sợi si hay là sợ su, sợi si hùng si. Đó thì vậy là chị viết vậy thì em mới biết là em đọc Sushi hay là Sushi. Chứ còn mà chị gửi vậy em cũng biết đường đọc nữa. Chào Tí Nguyễn, chào Huyền Phan. Chào chị Huyền Phan nha. Trời, tính ra trong cái đống này ăn măng cục là ngon nhất rồi chứ. Em rồi. Chào chị Huyền Phan nha. Tại vì nói thiệt chứ quý vị là cái miệng Hương Nguyễn ăn không gài là nó bị nóng lỡ cái miệng đây nè. Dịp hè anh Linh mà... Vũ Phan với chị Huyền Phan ghé tiệm em nha. Ghé tiệm để Thanh nó dụ mua chồng nữa. Không mua trái cây cho anh dụ mua chồng nữa đó anh.
anh chị là nghe với Thanh nó dụ là nó ghé đi mua trái cây lại dụ mua chầm nữa đó. Chào chị Huyền Phan. Măng cục không, mà măng cục ở đây á, đi về đúng mùa nha, ăn nó không có bị chua, còn mà về khác mùa là ăn nó bị chua lắm. Nghe nói tại Hương về Việt Nam mưa ngập hết đường Nguyễn Văn Khối luôn. Ủa anh biết hay vậy là anh có đọc báo hay ha, ngày hôm qua đó, ngày hôm qua mưa ngập. Sao mà anh biết mưa ngập bên đường Nguyễn Văn Khối hay vậy? Linh Vũ Phan, anh nói cho em nghe đi. Anh cập nhật thông tin ở Việt Nam hả? Ừ. Tại hôm qua là em dẫn ủa hôm qua hôm kia chứ, hôm kia dẫn thằng Ryan đi công viên nước Đầm Sen, xong về là mưa ngập. Đúng đường kia. Ngập cái đường Nguyễn Văn Khối luôn, ngập nguyên cái quận Gò Vấp luôn. Trời ơi, bây giờ là Hương Nguyễn về là mưa. Sài Gòn gì ngon quá, nhớ đem về nha. Sao đem về được chị Sushi, sao em đem về được? Không biết Sushi là Sushi nữa, chị cứ quên cái tên chị hoài. Cách viết của chị mà chị cứ quên tên hoài, biết sao. Chào Phan Thị Mơ. Phan Thị Mơ. Rồi bây giờ Hương Nguyễn nha. Ăn thêm một miếng sầu riêng này nè. Ăn thêm miếng sầu riêng này nó rồi bắt đầu like 4 cái mẫu sản phẩm lên cho quý vị nha. Nhìn sầu riêng nè. Ri 6. Ri 6 hay 6 ri ta? Ri 6 6 ri cũng là nó mà. Ri 6. Ri 6 6 ri cũng là nó. Mời cả nhà mình nha. Chào 32.000 người đang xem kìa. Trời ơi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. À vài bữa nữa Hương Nguyễn sẽ kêu Ngũ Long công chúa lên live stream luôn. Mà Ngũ Long công chúa này có một công chúa già. Mẹ của Hương Nguyễn. Bốn chị em với một mẹ già. Nhưng mà mẹ Hương Nguyễn không có già nha. Trẻ lắm. Nhìn giống chị hai thôi, giống chị hai trong nhà thôi chứ không có già. Mẹ Hương Nguyễn rất là trẻ. Nhiều lúc Hương Nguyễn cũng giống như là mình nói, đôi khi mình nói là nói sao ta, giống như cái tánh của Hương Nguyễn nghĩ gì là nói cái đó. Cho nên là nhiều lúc mình nói mình không có suy nghĩ. Có cái anh khách kia là anh vô, anh nói anh tuổi con mèo, anh sinh năm 65. Trời ơi, anh sinh năm 65 hả? Anh bằng tuổi ba em á. Trời ơi, xong anh kêu mình nói xong mình bị hố vậy. Mình kêu tao bằng anh nhưng mình nói anh bằng tuổi ba em. Tại đó ba mẹ của Hương Nguyễn là ham vui sớm, cho nên là có hai chị em Hương Nguyễn là lúc mới mười mấy tuổi hả? Trí Trần. Trời ngon thiệt, đúng luôn á. Nhưng mà hả Hương Nguyễn thích ăn ác lắm. Hương Nguyễn thích ăn sầu riêng trùng bò quý vị biết không? Không phải sầu riêng này đâu, sầu riêng này Hương Nguyễn chưa thích ăn đâu. Nguyễn, mà mua sầu riêng trùng bò giờ nó hiếm quá. Sầu riêng trùng bò là có nhiều người á, nhìn mình nói người ta biết, có nhiều người nói người ta không biết. À, sầu riêng trùng bò là cái loại sầu riêng mà nó cái hộp nó bự mà cái cơm của nó màu trắng trắng mà ăn nó nhẫn nhẫn, nó đắng đắng, mà cái mùi sầu riêng nó đã lắm mà ăn nó có vị đắng. Tại Hương Nguyễn thích ăn sầu riêng như vậy. Nhưng mà cái điều đặc biệt nữa là không phải là ăn cái ruột sầu riêng cái vị nó đắng đâu quý vị, mà là Hương Nguyễn thích ăn cái hột sầu riêng, thề thích ăn hột sầu riêng. Xong rồi cái đợt trước về bé Thanh nè, em gái của Hương Nguyễn, nó đi về Củ Chi á, nó dọ nó đi lại chỗ nước mía sầu riêng ở Củ Chi nổi tiếng luôn á, nó mua cho 10 kg hột sầu riêng về luộc ăn chắc lòi bản họng. Một gỗ vậy nè, nhưng mà quý vị biết sao không? Nó để 2-3 ngày cho nên cái hột nó bị chua ăn không được. Tức, trời ơi, mình ngồi một thao hột sầu riêng vậy mà ăn không được. Tức, 10 kg hột sầu riêng. Trời ơi, nó nghĩ chị nó ăn cái kiểu gì mà có ai mà đi mua hột sầu riêng cho chị mình mà mua lần 10 kg không quý vị? Trời ơi, trời, hột sầu riêng mà. Hột sầu riêng ăn 3 kg thôi là ná họ thở ra, nó mua 10 kg luôn. Ăn 10 kg hột sầu riêng. À, Dung Chương kêu là ăn ngon quá đi, cảm ơn Dung Chương rất là nhiều. Em chào anh Cảnh nha. Cảnh nào? Cảnh Cảnh mình đó hả? Chào anh Cảnh. Cảnh quốc. Cảnh nước Bình Minh. Phải không? Cảnh nước Bình Minh. Cảnh nước Bình Minh, nói Cảnh nước Bình Minh mới biết. Chào em Thắm nha. Em Thắm có muốn mua cái món nào mà chầm nào mà ở Việt Nam mà đương nhiên nếu mà so với cái loại chầm đó sẽ rẻ hơn ở bên Mỹ và được chốt với cái giá quà tặng nữa nha, thì hôm nay chị sẽ lên 4 mẫu nè. Lên 4 mẫu. Dạ em chào chị Thắm. Chào Mimi Quân. Mình sợ chốt ở trên đây người khác làm phiền mình á, thì sau khi up cái like này gọi trực tiếp cho Hương Nguyễn cũng được nha. Rồi Hương Nguyễn sẽ chụp hình cái mẫu đó Hương Nguyễn gửi qua cho.
Ok chị rồi. Chị chào. Thấm chốt món ở Việt Nam đi, cái giá rẻ hơn. Tâm mi trần, nha tâm mi đinh. Mà được quà tặng nữa. Được với giá quà tặng mà được rẻ hơn ở Mỹ nữa. Thì lâu lâu Hương Nguyễn mới về lại Việt Nam à. Lại cho vui. Về đây tặng là ăn không mập quá. Có học là đâu nấu được. Học lấy xe plét mà nấu đâu được. Mà Hương Nguyễn thích ăn học sầu riêng. Thậm chí mua sầu riêng về á, mua sầu riêng mà sầu riêng hột bự á, là về còn năn nỉ ta ăn lẹ đi đặng có cái hột cho mình nấu. Còn đi lên chỗ nước mía sầu riêng mua á, nó bán cái hột nó để chắc 10 ngày có rồi đem gì nấu nó chu lẹ, nó không gình đâu có ăn được. Việt Nam giá bao nhiêu, cảm ơn. Chào Dung Chương rồi. Chị Dung Chương ơi, em like có 4 mẫu thôi à, em không có like nhiều tại vì chủ yếu em về Việt Nam là em chơi với gia đình, với lại em lên đây ăn trái cây, nói chuyện với lại khách hàng, với lại anh chị em bạn bè giao lưu cho nó vui thôi. Cho nên mỗi lần em like em chỉ like có 2-3 mẫu. Nhưng mà cái mẫu cuối cùng á, bình thường công ty em ở Mo Phước Lộc Thọ ở miền Nam Cali thì vô trực tiếp mua, thí dụ cái vòng đó giá trị giá là 500 đô thì đúng giá niêm yết là 500 đô, một đô em cũng không bớt. Nhưng mà trực tiếp ở trên live này á, lúc nào em cũng để một cái món cuối cùng với cái giá đặc biệt nếu mà ai chốt trước. Rồi bây giờ Hương Nguyễn sẽ cầm lên cái món đầu tiên nha. Sầu riêng be Việt Nam rẻ nên vậy mua một trái tiết tiền, một trái gần 100 đô. Làm sao chị không hiểu luôn. Bên em sầu riêng là một trái là 100 đô hả? Nhưng mà nó cũng không có ngon được giống như Việt Nam em ơi. Nếu mà sầu riêng tươi cũng vậy luôn, với lại sầu riêng đông lạnh cũng vậy luôn, nó không ngon. Ăn Việt Nam nó vẫn ngon hơn. Chào Ly Trần. Đây nha. Đây rồi, cả nhà mình thích chốt cái mẫu nào thì nhớ là gọi cho Hương Nguyễn, thì Hương Nguyễn sẽ chụp hình cái mẫu đó lại. Cái hàng này đeo bóng không Thanh? Bóng. Hàng này đeo bóng phải không? Cái hàng này là đeo bóng nha. Mùi thơm thì khỏi phải lo nha, đeo thì nó bóng nha. Những cái hàng mà đeo nó đậm màu mà nó lên dầu bóng là những cái hàng đó phải tầm hàng chung á. Cho nên là cái này là cái vòng này là cái tầm hàng chung nè, mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng. Mà tầm hàng chung mà mình mua được giá Việt Nam là tốt lắm luôn á. Cái giá của cái vòng này là hạt 10 ly nha. Hạt 10 ly dành cho cổ tay nữ, giá của nó là 31 triệu. Đây. Này là tầm hàng chung nha, 31 triệu thì bé Quyền tính ra em chị, 31 triệu là bao nhiêu tiền Việt Nam à? Cái này là Hương Nguyễn đang like với cái giá Việt Nam nha. Là bao nhiêu? 1347. À, là cái vòng này giá là 1347 đô. 1347 đô, cái này tầm hàng chung nha quý vị. Còn quý vị mua ở tại Mỹ là giá 1400 luôn mà chưa phải là hàng chung. Gần chung thôi chứ chưa phải hàng chung. Còn cái này là dầu của nó là tầm hàng chung luôn, mình đeo nó sẽ đậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp. À, giá của nó là 3000 mấy. 1337. À 1337 nha. 1347. 1347 đồng. Hạt 10 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên tầm hàng chung nha quý vị nha, dành cho cổ tay nữ nè. Nhưng mà nếu cổ tay nam nào mà cổ tay nhỏ mà thích đeo 10 ly này mix thêm tì hưu vô thì cũng được luôn nha. Giá là 1347 đồng. Rồi. Tính theo tiền Mỹ nha, tính theo tiền Mỹ là 1347 đồng. Còn tiền Việt Nam là 31 triệu. Đó, tiền Việt Nam là 31 triệu. Nhưng mà dù quý vị có tính tiền Việt Nam hay là tính tiền Mỹ gì đó vẫn lợi hơn là mua tại công ty Trầm Hương Nguyễn ở Mỹ nha. Vẫn rẻ hơn. Đó, đây là một mẫu sản phẩm đầu tiên. Và tiếp theo. Ông tiếp theo chị cho cái vòng này luôn đi. Đó, cái vòng này. Đó, cái vòng này. Đây, cái vòng này là dành cho cổ tay nữ nha. Và cái hàng này đeo nó cũng đậm màu và nó lên dầu bóng luôn nha. Cái hàng này là cũng tầm hàng chung trở lên, cho nên mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng. Còn nếu mà cái hàng loại mấy trăm đô á, mình đeo nó sẽ không có bóng, nó chỉ đậm màu thôi vì nó không đủ dầu. À, thì cái hàng này là dành cho cổ tay nữ. Nhưng mà nếu mà nam mà cổ tay nhỏ như cổ tay Phùng Ngọc Huy đều đeo được luôn nha, chứ không phải là nữ đeo không nha. À, cái này là giá Việt Nam. Giá Việt Nam là 32 triệu. 32 triệu tiền Việt Nam.
và tiền Mỹ là 1.391 đồng, 1.391 đô nha, 1.391 đô cho cái vòng này. Hương Nguyễn sẽ lên 4 mẫu, và quý vị nào mà muốn chốt cái mẫu nào với cái giá cuối cùng để được giá quà tặng á, thì nói là thích cái mẫu đó, thích cái mẫu đó, còn không thì trong 4 mẫu Hương Nguyễn sẽ chọn một mẫu để chốt với cái giá cuối cùng. Cái này rất là đặc biệt nha, dành cho cổ tay nam và nữ luôn. Giá là Việt Nam là 32 triệu, là tiền Việt Nam nha. 32 triệu tiền Việt Nam. 1.391 đô cho tiền đô, cho cái vòng đơn này dành cho cổ tay nam nữ luôn. Rồi và thêm một cái chuỗi. Đây. Và cái hàng hồi nãy là Hương Nguyễn nói là tầm hàng trung trở lên nha, cho nên mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng rất là đẹp. Vòng đeo tay đẹp quá chị ơi, cảm ơn Hiếu Chương rất là nhiều. Chào Cường Nguyễn nha, chào Lê Thị Mỹ, chào Lâm Hoàng My. Bán trầm hương mà quảng cáo sầu riêng luôn là sao? Bữa giờ chị, trước khi chị về Việt Nam chị gọi My quá trời luôn, không bắt máy nha My nha, gọi hoài không được, rồi nhắn tin cũng không trả lời nữa. Chào Hồ Mai. Rồi và đây, đây là một cái mẫu trầm núi rừng mộc tự nhiên. Hạt của nó là 6 ly. Đây, hạt của nó là 6 ly, mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ nha. Có mít với lại đá này là đá màu xanh dành cho mệnh thủy và mệnh mộc. Vì là thủy sinh mộc, dành cho mệnh thủy và mệnh mộc nha. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được. Và cái giá của cái chuỗi này, cái quan trọng nếu quý vị nói quý vị thích cái chuỗi này thì mình công ty Trọng Nguyễn vẫn đổi được cái màu đá hợp với quý vị nha. Ví dụ như quý vị mệnh hỏa đi, thì bên công ty Trọng Nguyễn sẽ đổi lại cái đá của nó là màu xanh mộc cho quý vị được. Với cái giá y chang vậy luôn nhưng mà đổi cái đá khác thôi. Tại vì cái này cũng còn có 1 chiếc à, chứ còn không có còn 2 chiếc, cho nên là nếu mình thích thì mình đổi cái đá màu khác thôi. Mình đổi cái đá màu nó hợp với mình thôi. Giá của cái vòng này là 16 triệu, 16 triệu tiền Việt Nam nha. Vẫn là trầm núi rừng mộc tự nhiên, 16 triệu tiền Việt Nam là 70 đô. Giá là nhiêu? 70 đô. 16 triệu mà sao 70 đô? 695 đô. Thanh tính hay quá. Này, 16 triệu tiền Việt Nam nha. Chào Tâm An. 16 triệu tiền Việt Nam, tiền đô là 695 đô. Dạ, tiền Việt Nam là 695 đô nha. Cái này là hợp với lại người mệnh thủy và mệnh mộc, vì là thủy sinh mộc. Giá là 695 đô tiền đô, còn tiền Việt Nam là giá 16 triệu. Đó, một chút nữa Hương Nguyễn sẽ tặng một cái giá quà tặng đặc biệt cho một mẫu cuối cùng và cho một vị khách duy nhất thôi. Chào 26.000 người đang xem. Chào Tâm An, chào bà Dung Ngô. Trời ơi, bà Dung Ngô ơi, tôi về đây tôi ăn giùm bà luôn nè. Tôi ăn mặn cục, ăn sầu riêng, ăn trái giải. Ăn măng cầu, ăn sầu riêng, ăn tứ bùng binh hết rồi, lỡ cái miệng bên đây luôn, ăn chắc vài bữa nó lỡ thêm bên đây thêm một nữa. Rồi, đây là cái mẫu cuối cùng nha, còn một mẫu nữa và sau đó Hương Nguyễn sẽ book một cái mẫu mà Hương Nguyễn muốn làm với cái giá quà tặng cho quý vị hôm nay. Và người nào mà giống như có nhiều người không có muốn comment ở đây, vì là chốt ở đây sẽ có nhiều người bán hàng tầm bậy tầm bạ vô nhắn tin chào hàng tùm lum tá la hết. Cho nên là nhiều người ta ngại chốt trực tiếp thì có thể gọi trực tiếp cho Hương Nguyễn nha. Số phone của Hương Nguyễn là 7145889989, để Hương Nguyễn sẽ chụp hình cái số phone đó, chụp hình cái mẫu đó gửi cho quý vị xem. Và ngày 4 tây tháng 6 Hương Nguyễn bay lại Mỹ thì Hương Nguyễn sẽ ship cho quý vị, có nghĩa là nó trễ một chút nhưng mình mua được rẻ hơn, mua được lợi hơn, mua được trầm tốt hơn, mua được rẻ hơn, mua được lợi hơn, cái gì cũng lợi hơn. Rồi, chào Thảo Nguyễn nha. Và đây vẫn là trầm núi rừng mộc tự nhiên luôn nè, hạt 6 ly. Hạt 6 ly nha, cái này là hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được luôn. Hạt 6 ly, mà khi cái hạt 6 ly như vậy là quý vị biết sao, mình chỉ dành, không có mít gì hết đó, là mình chỉ dành cho cổ tay nữ mà cổ tay nhỏ thôi. Giống như Hương Nguyễn rất là mập, Hương Nguyễn 60 mấy ký nhưng mà cái cổ tay Hương Nguyễn rất là nhỏ, cái xương nhỏ đó quý vị, cho nên là nếu mà mình không có mít gì hết đó thì phải là cổ tay nhỏ mình mới đeo 6 ly không mít nó vừa nha. Còn nếu mà cổ tay tròn là bắt buộc phải có mít đá, mít này mít kia, chứ không thôi là đeo nó sẽ bị chật, nó rất là khó chịu. Thảo Trần có muốn chốt cái mẫu nào hôm nay với cái giá quà tặng đặc biệt tại Việt Nam không nè? Rồi tới ngày 4 tháng 6 là Hương Nguyễn bay vào Mỹ thì Hương Nguyễn sẽ cầm qua rồi ship nha.
À, đây là trầm núi rừng mọc tự nhiên 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên. À, mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ. À, hoặc là mình có thể dùng để lựng tràng hạt này, mình mua cho chính bản thân mình hay là mình mua tặng cho mẹ của mình, chị của mình, những người mà mình yêu quý á, rất là tốt nha. À, và cái ý nghĩa của chuỗi 108 là mang đi 108 cái sự muộn phiền của con người đó. Cho nên là cái chuỗi 108 hạt nó rất là tốt. Thì đây là giá của nó là 15.500.000 đô. Ai sorry, 15.500.000, 15 triệu tiền Việt Nam, 500.000 nha. Cái này là Việt Nam đồng nha, 15.500.000 Việt Nam đồng. Và tiền đô là 674 đô. Tiền đô là 674 đô nha. Còn tiền Việt là 15.500.000. Đó nha. Và bây giờ Lê Hương Nguyễn sẽ bút cái mẫu cuối cùng nè. Nãy giờ không ai hỏi là muốn cái mẫu nào cuối cùng. Hương Nguyễn bút đại luôn. Bút đại luôn. Bút đại luôn là để sau khi up cái like này á, thì Hương Nguyễn sẽ đao cái video này để bỏ lên cái kênh YouTube của chồng Hương Nguyễn, để người khác người ta coi, người ta mua nha. Rồi để coi mình sẽ chốt cái mẫu nào đây. Mẫu này đi. Ừ. Mẫu này rất là đặc biệt. Chốt cái mắt khúc này nè. Chốt cái mắt khúc này đi. Mắt khúc này để coi nha. Cái đó giá như vậy. Rất là đặc biệt nha. Ở Việt Nam chỉ còn có một chiếc này thôi. À. Mà chiếc này ở Mỹ cũng đâu có. Đúng rồi. Chiếc này ở Mỹ cũng không có ở luôn. Ở Mỹ cũng không có chiếc này. Ở Mỹ cũng không có chiếc này, mà ở Việt Nam thì đang còn một chiếc thôi. À, thì Hương Nguyễn sẽ lấy cái mẫu này với cái giá quà tặng đặc biệt cho ngày hôm nay nha quý vị nha. À, cái này là giá Việt Nam là 32 triệu. 32 triệu thì là tiền Việt Nam đồng nha, 32 triệu tiền Việt Nam đồng. Còn tiền Mỹ là 1.391 đô. 1.391 đô. Thì Hương Nguyễn sẽ tặng cho quý vị là bình thường là mấy cái mà cỡ chừng ngàn ngàn mấy là Hương Nguyễn tặng chừng 50-60 đô à. Thì nhưng mà cái này là Hương Nguyễn tặng cho quý vị là 91 đô luôn, là còn chẳng 1.300. Đúng rồi, còn chẳng 1.300 nha. Còn chẳng 1.300 cho cái vòng mắt khúc này có mít với lại bi vàng 18K và dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ luôn. Giá là chốt hôm nay giá quà tặng 1.300, chứ còn là nó là 1.391 đô và chỉ trực tiếp ở trên live này thôi nha quý vị nha. Và có một cái duy nhất thôi, cho nên là sau khi up cái live này, ai là người gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên á, tại vì số phone của Hương Nguyễn á xài ở Mỹ, ở Việt Nam á, Hương Nguyễn vẫn xài business á. Cho nên quý vị có gọi hay quý vị có nhắn tin gì đó thì quý vị cũng không có tốn tiền. Cho nên đừng có lo nha. Chỉ có Hương Nguyễn tốn ngày 10 đô thôi. Hương Nguyễn đi nước nào cũng xài được hết á. Tốn ngày 10 đô. Cho nên là mình cứ gọi cho Hương Nguyễn hoặc là nhắn tin thì Hương Nguyễn sẽ chụp hình cái vòng này gửi cho quý vị nha. À, mình sẽ tặng 91 đô là còn 1.300. Còn 1.300 đô. Còn 1.300 đô nha, còn cho cái mẫu này. Chào Ngọc nếu Sơn. Mà ở Việt Nam thì 32 triệu là còn 29 triệu 900. Đúng rồi, còn 29 triệu 900. Nếu mà mua ở Việt Nam thì còn 29 triệu 900. Số phone ở Việt Nam của Thanh là 0983 556669 nha cả nhà. Rồi, số phone ở Mỹ vẫn là 714 588 9989. 714 588 9989 nha. À, và chào 30.000 người đang xem. Bây giờ Hương Nguyễn sẽ bye bye và hẹn gặp lại nha. Sau khi up cái like này, cả nhà mình nhớ ai gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên thì sẽ được chốt với cái giá quà tặng là 1.300 cho cái vòng mắt khúc mít với lại bi vàng 18K. Và cái đó là dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ luôn nha. Gọi cho Hương Nguyễn số phone là 714-588-9989. Đó, ngày 4 tây tháng 6 này Hương Nguyễn sẽ cầm qua Mỹ để ship cho quý vị nha. Rồi, và chào Thanh Tâm Đỗ, chào Lê Thị Xuyến. Rồi chào Ngọc Sơn, ăn trái bòn bon rồi ốp. Ủa đâu có bòn bon đâu bà Dung. Bữa nay không có bòn bon. Bữa nay không có mua bòn bon. Rồi và bây giờ là Hương Nguyễn sẽ quay cái điện thoại nè để like sơ mấy cái tủ trầm ở bên công ty trầm Hương Nguyễn ở Việt Nam cho quý vị xem nha. Rồi sau khi ốp cái like này, người nào gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên á thì sẽ được chốt với cái giá quà tặng đặc biệt nha. Rồi bây giờ bấm ở đây phải không? Rồi đây, Hương Nguyễn sẽ like những cái tủ trầm ở đây. Ôi da, sắp tè chẹo xương sống rồi. Đây, cái này là những cái mẫu trầm ở Việt Nam. Đây là những cái mẫu trầm ở Việt Nam tại công ty trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam nha. Đó. Đây là những cái mẫu ở Việt Nam. Đó. Cả nhà mình thấy không ạ?
Đó, đây là những cái mẫu ở Việt Nam. Đây, hồi nãy anh Quốc chở đâu không biết. Đây có cái hình của anh Quốc chở ở đây nữa nè. Đây. Và đây. Đây là chồng ở Việt Nam. Rồi, đây. Cả nhà mình suy nghĩ đi nha, để mình chốt sau khi up cái like này, người nào gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên sẽ được chốt với cái giá quà tặng đặc biệt nha. Đây. Có hình của Đan Nguyên không? Có chứ. Đan Nguyên là đại sứ thương hiệu của công ty chồng Hương Nguyễn là phải có rồi. Đây nè. Đây. Rồi ở trong nữa rất là nhiều, ra trước ngoài cổng, trước ngoài tiệm á, trước ngoài tiệm chồng Hương Nguyễn là có cái hình của nam nghệ sĩ Đan Nguyên. À, đó là đại sứ thương hiệu của công ty chồng Hương Nguyễn. Nhìn là nhìn cái tiệm ở bên Mo Phúc Lộc Thọ, hai cái hình của Đan Nguyên sao là ở bên Việt Nam giống y chang vậy đó. Rồi và bây giờ thì bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại ngày mai Hương Nguyễn live tiếp. Bye bye.